Chú Tân đã dùng sữa non được bao lâu rồi ạ? Sữa non này chú tham gia một cái chương trình này cũng gần một năm rồi. Tức là chú dùng cũng được gần một năm rồi này. Dạ, thì chú sau quá trình mà chú dùng thì chú thấy là cái sức khỏe của chú nó cải thiện như thế nào, thì chú có thể kể cho cháu nghe trước và sau khi dùng được không ạ? Cảm ơn cháu nhé. Đây chú sẽ chia sẻ lại như sau. Về quá trình dùng sữa non này, lúc ban đầu chú thực sự là chú còn đang băn khoăn. Dạ vâng. Đã băn khoăn bởi vì mình biết chắc chắn là sữa này còn dinh dưỡng, mà mình là một con người quá am hiểu về dạ, sữa. Dạ. Nghe cái thành phần nó quá hiểu. Dạ. Nhưng mà tại sao nó có bụng mạnh như thế? Dạ. Còn nghi ngờ. Dạ. Nhưng sau khi mình sử dụng xong rồi thì mình cảm nhận thấy là sự thật. Có sự thay đổi. Đấy là sự thay đổi. Dạ vâng. Thế chú chỉ nói đơn giản như ví dụ như chú bị hút. Chú bị hút cũng bị từ năm 2008. 10 năm rồi, thế là chú bị cũng lâu rồi. Bị lâu rồi. Dạ vâng. Thế mà mỗi lần đau thì khổ lắm. Vâng. Dĩ lại cho con nó sưng đúng không ạ? Vâng. Thế sau đó thì chú dùng cái này và đúng từ ngày đó dùng đến bây giờ thì cái chú tái phát đau lại thì không có nữa. À, tức là nó giảm đi rất là nhiều. Giảm đi. Thế còn thỉnh thoảng nó vẫn có một thằng đau thì cái đấy mình không tránh hết được. À, là vâng. Thì mình lại dùng biện pháp khác mình vào trị là nó. Vâng. Em mình cảm thấy nó có sự hỗ trợ nhiều. Hỗ trợ nhiều và chú đi anh cô đâu thì tí nào luôn. À, khỏe mạnh luôn. À. Cho nhiều đứa thanh niên học trò của chú ấy, nó bảo là ông người già của anh cố đông này nhanh như thanh niên. À, thế là rất là thoải mái và rất là quan trọng và sức khỏe là rõ rệt. Và thế trước đây là chú chỉ có vấn đề mình cảm thấy lo ngại nhất là hút thôi đúng không ạ? Còn các vấn đề khác chủ yếu là hút bình thường đúng không ạ? Và nếu mà chú dùng mà chú cảm thấy rất là tin tưởng sữa đúng không ạ? Rất là tốt, rất là hay. Và mình cũng tuyên truyền đến đồng và đi nói chuyện với cả những người thân bạn bè. Thế sau đó chú thì chú cũng đi nhiều mà, đã làm cái khác nhưng mà cũng phải xin cái đi nhiều. Nên gặp những cái thầy thuốc nam cũng trao đổi họ cái tí đó rất là đúng, rất là đang cũng tuyên truyền giúp mình mọi người, nhiều người ta cũng gọi để giảm vàng đúng không ạ? Ở trong quá trình chú chăm sóc thì cũng có nhiều người cải thiện sức khỏe cảm chút rồi không ạ? Tốt, cảm ơn chú ạ. Rồi, chào.